dự án giảm thiểu rủi ro thảm họa do Hội chữ thập đỏ Đức tài trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định bắt đầu từ tháng 10 năm 2016. Dự án tập trung vào ba khía cạnh lớn. Cái thứ nhất là hỗ trợ về quản lý phòng ngừa thảm họa cho các cái trường học thuộc năm phường của thành phố Quy Nhơn. Cái thứ hai tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng ngừa thảm họa cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Và thứ ba đó là hỗ trợ những cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác giảm thiểu rủi ro thảm họa tại bãi rừng. Trong hè vừa rồi thì trường tôi được tập huấn trong vòng 3 tháng liền. Trong cái dự án này thì nhà trường tôi được tiếp cận là về việc là tập huấn sơ cấp cứu, tập huấn bơi lội, diễn tập phòng cháy chữa cháy, và cái hoạt động nữa là hội thi, tổ chức hội thi cho cán bộ giáo viên và học sinh tham gia. Đặc thù của trường tôi là đặt tại cái vùng trũng, vùng thường ngập lụt vào cái mùa mưa bão. Đa số các em là nhà của các em là ở vùng thường ngập lụt á, cho nên là khi các em mà xảy ra cái tình hình mà mưa lũ thì các em có thể là vận dụng và phòng tránh và tự bảo vệ bản thân. Con đã học được những cách tuyên truyền và cách băng bó vết thương khi mình bị bỏng và cái cách thoát hiểm tốt nhất khi mà xảy ra cháy. Con được dạy những cách bơi, cách cơ bản nhất có thể áp dụng vào thực tế. Khi ví dụ như con bị đuối nước thì con có thể bơi lên và một cách an toàn nhất. Về cơ sở vật chất thì dự án đã trang bị cho các trường là túi sơ cấp cứu, bình chữa cháy, tủ hồ sơ, loa, nhằm mục đích tuyên truyền những cái kiến thức khi mà có thiên tai xảy ra. Đồng thời về học sinh thì dự án cũng trang bị là 300 áo phao để cho các em an toàn khi mà di chuyển trong mùa mưa lũ. Dự án còn trang bị 300 nón bảo hiểm cho các em học sinh nhằm giúp cho các em là an toàn khi mà đi đến trường. Dự án đã hỗ trợ cho các cái trường một số tiểu công trình, ví dụ như là sửa chữa lại các cái hệ thống đèn quạt điện trong nhà trường của trường đã xuống cấp, để đảm bảo rằng khi mà thiên tai mưa lũ xảy ra thì đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh tình trạng bị điện giật. Rồi trang bị các cái máy lọc nước để đảm bảo cái việc nước sạch. Do đó khi mà thiên tai bão lũ xảy ra, người dân mà tới cái tại khu điểm trường đấy thì cũng đảm bảo đủ nước sạch để dùng. Hội chữ thập đỏ Đức đã đầu tư cái hệ thống kênh mương thoát nước quanh sân trường thì hiện giờ đã hoàn thiện xong, và cái bên dự án cũng đã giao cho trường để chuẩn bị đưa vào sử dụng để giải úng ngập trong cái mùa mưa lũ sắp tới trong năm 2018. Là một phụ huynh học sinh thì tôi cũng mong muốn cái hội chữ thập đỏ của Đức với hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Định là sau này sẽ tổ chức nhiều cái chương trình tương tự như vậy để cho các em học sinh, thầy cô giáo và cũng như là phụ huynh học sinh sẽ tiếp tục học hỏi thêm nhiều cái kiến thức và cách mà phòng cháy chữa cháy hay là phòng ngừa các cái tai họa xảy ra.